vẫn biết công phu con dài dầu. Nhưng nỗi tiền khiến gây lắm nợ, đời này trả dứt mới mong cầu. Mong cầu gặp Phật hồi long qua, con ráng trì tâm niệm Phật Đà, xét lại xác thầy xưa cũng hoài, thân phàm bỏ lại thế gian màng. Để tiếp theo phần nội dung, trước hết là phần thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo đợt 1 với cái chuyên đề đó là luận về lý luân hồi. Phần này chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Bùi Văn Lờ, giáo lý viên của Trung ương đến diễn đàn để làm phận sự, và xin trân trọng kính mời ông. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa ông Phan Chí Tâm, giáo lý viên giáo hội Phật giáo Hòa Hảo. Kính thưa toàn thể quý ông đạo, ban trị sự và trợ lý xã Phú Thịnh B, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Kính thưa ban trị sự và trợ lý các xã bạn. Kính thưa quý cô bác và toàn thể quý đồng đạo hiện diện kính mến. Thưa quý vị, hôm nay là ngày 14 tháng 5 năm 2022, nhằm ngày 14 tháng 4 năm Nhâm Dần. Thưa, tôi được sự phân công của ban phổ truyền giáo lý, ban trị sự Trung ương về đây gặp gỡ quý cô bác và toàn thể quý đồng đạo để thuyết giảng qua đề tài luân hồi. Thưa quý vị, sống trên đời này không có ai sống riêng biệt mà có sự hiểu biết đầy đủ được, mà phải nhờ đến sự hỗ trợ của nhiều người. Thế nên buổi thuyết giảng của tôi có điều chỉ sơ sức, mong quý vị bổ chính cho, tôi thành thật biết ơn. Vậy lời nói đầu tiên của tôi được gửi đến quý vị lời chào nồng hậu, kính cẩn và tốt đẹp nhất. Thưa quý đồng đạo, chúng ta tuy là sinh ra trong cái thời kỳ hạ nguyên mạt pháp, mà rất may mắn gặp Phật ra đời. Quý vị, đức thầy cho biết xưa nay không có mấy khi dương trần có Phật, vậy thì xuống đây gặp Phật ra đời rất là quý báu. Và đức thầy cho biết sanh ra ở đời con người giàu muốn hay giàu không cũng phải chịu dưới sự chi phối của định lực thiên nhiên, tức là thành trụ hoại không. Mà ở con người chúng ta thuộc sanh lão bệnh tử. Thưa, đó là có một ngày Tết có một ông sư, các Phật tử đến đó là chúc Tết cho sư. Phật tử chúc Tết cho sư đó, sống mấy năm niên trường thọ, trăm năm hạnh phúc, vạn sự như ý, vân vân. Thì nhà sư mới chúc lại cho vị Phật tử: ông nội bà nội ông chết, cha mẹ ông chết, vợ con ông chết, cháu chắc ông chết. Thì vị Phật tử mới nói:
Ủa ngày Tết gì mà ông Trúc gì mà chết chết cũng vậy, giống chù ẻo quá vậy. Thì nhà sư mới nói tôi Trúc này đó là quá quý rồi ông ơi. Hỏi sao quý sao ông nói cho tôi nghe coi. Thì ông nội ông á, với bà nội ông nó già thì chết, rồi cha mẹ ông cũng vậy, già thì chết, rồi ông với vợ ông, rồi con cháu cũng vậy, già thì chết, già chết, quý quá quý rồi. Đó, quý vị mình là thấy coi, quý thiệt là quý á. À, còn mà chết không quý thì sao? Thưa ông nội bà nội, cha mẹ còn đó, mà nói dưới nó chết ngược lên à. Cũng như từ đó tôi đi thành phố, cái bệnh viện Chợ Giấy mới đó. Thì cô này đó 26 tuổi mới có đưa vô thì trong 4 ngày thì chết. Mà cổ đó là làm bác sĩ đó, bác sĩ mới ra trường đó. À, vì vậy mà Đức Thầy cho biết những cái sanh, cái lão, cái bệnh, cái tử thường đặt lên cuộc đời của người này, rồi đến người khác, rồi đến người khác nữa. Nghĩa là tất cả nhân lại không thể sót một ai. Đó là từ nhỏ tuổi đến người trưởng lão, mắc trong vòng sanh tử luân hồi. Vậy luân hồi là gì? Tại sao chúng ta bị luân hồi? Các nẻo luân hồi như thế nào? Ai có thể thoát ra khỏi luân hồi? Đây là cái đề tài tôi trao đổi với quý đồng đạo của bác hôm nay đây. Thưa luân hồi là gì? Thưa chữ luân ví như bánh xe, chữ hồi là quay tròn, nghĩa là tất cả chúng sanh đó, từ vô lượng kiếp đó, hết kiếp này đầu thai kiếp khác, hết kiếp khác đầu thai kiếp khác, như bánh xe nó quay tròn không có biết đâu là đầu đâu là đuôi. Mà chúng ta đó bị luân hồi đây đó không phải trong một kiếp này quý vị, mà nó vô lượng kiếp rồi. Đức Thầy cho biết phụ mẫu thâm ăn vô lượng kiếp, nghĩa là ta có cha mẹ trong vô lượng kiếp, mà có cha mẹ trong vô lượng kiếp thì cũng có sắc thân trong vô lượng quý vị. Đó, mà kinh Phật cho biết mỗi lần chúng sanh sanh ra mỗi lần một xác, mà từ vô thủy đến nay những xác ấy còn đó thì trồng chất lại thành núi. Đó, mình đó là bỏ cái xác này, cái linh hồn mình còn quý vị. Đó, cái mang cái xác khác, khác bỏ xác khác mang xác khác. Đó, như vậy đó là những cái xác đó mà còn đó thì trồng lại chất lại thành núi, đó là nó biết là bao nhiêu. Mà đến cái kiếp này đó, chúng ta đó là được thân người mà nghe Phật pháp như vậy đó, mà ít có người nào mà tìm hiểu để ra khỏi cái cảnh luân hồi. Thưa Đức Phật trả lời với ngài Kim Cang Tạng đó, này Thiện Nam, tất cả các pháp có thể chung sanh diệt, tiền hậu hữu vô, nào là tụ tán khởi dừng xây dần quá lại, các món thủ xã, những niệm nối luôn đó, những loại cỡ trên đều là luân hồi. Đó, luân hồi đó là cũng như mình đó, có sanh có diệt thì bị luân hồi, mà không sanh không diệt thì tất nhiên nó là chúng ta sống trong niết bàn rồi đó quý vị. Đó, đâu có còn bị luân hồi nữa. Niết chi bất sanh, bàn chi bất diệt. Còn có hữu có vô, tức là cái tâm mình đó còn có chấp có chấp không. Mà Đức Lục Tổ cho biết có không đều chẳng kể, chứng Phật đạo sâu xa. Đó là tôi trình bày qua đó. Đó là mình đó là luân hồi là gì đó. Rồi tiếp đến là tại sao chúng ta bị luân hồi. Theo các nhà triết học đó, và tôn giáo khác đó, bàn rất nhiều là về nhân sinh quan và vũ trụ quan. Đó. Theo nhà Phật đó thì chúng ta bị luân hồi đây đó không phải do một vị thần nào sáng tạo, mà chúng ta bị luân hồi đây đó là do nhân duyên. Thì chúng ta thấy duyên vẻ đó, như là mình đang sanh đây, đang sống đây thì phải có cái tử. Nhưng mà nói về toàn bộ rồi đó, toàn diện hết đó, thì thấy đó con người có sanh có tử, rồi sao nữa, tử rồi sanh, sanh rồi tử, cứ nối liền hoài như vậy đó là không dứt. Cũng như là cái dừa thì nó có trái dừa
thì nó có cây dừa nó có trái dừa, nó cứ nối vậy đó, theo cái dòng nó là nhân quả, nhân tạo ra quả, rồi quả trở lại là thành nhân, rồi nhân trở lại thành quả. Nên đó là Đức Phật cho biết cái này có nên cái kia có, cái này đó là sanh nên cái kia sanh, cái này không nên có cái kia không, cái này đó là diệt nên cái kia diệt. Thì chúng ta bị luân hồi đây đó là do vô minh quý vị. Đức Thầy chúng ta cho biết Ngài bàn xét ở trong Phật chủng, các chúng sanh đều có như ta bị vô minh vọng tưởng dại tà nên quay lộn mà ta bà khỏi khổ, là mình bị gì cái vô minh. Đức Thầy cho biết nhân viên thứ nhất quốc khởi từ màn vô minh mà trái lấp bản ngã linh hồn, nên làm cho người phải tâm tối mới sai gây tạo ác nghiệp chịu não luân hồi thống khổ. Đây là 12 duyên sanh. Vô minh sanh hành, hành sanh tức, tức sanh danh sách, danh sách sanh lục ngập, lục ngập sanh xúc động, xúc động sanh thọ cảm sanh ái, ái sanh bảo thủ sanh hữu, hữu sanh sanh, sanh sanh lão tử. Đó là 12 duyên sanh nó dắt đi từ cái này đến cái kia không có dứt. Thưa quý vị, đó là vô minh thuộc về đó là hoạt đạo. Chữ hoạt đó cái nghĩa của nó là tổng danh của phiền não. Tất cả các phiền não đó nó gọi là vô minh, chỉ đạo là thông suốt đó. Nên Đức Thầy cũng đã cho biết trí dẫn dơ tưởng nói nhớ đây, thiết mưu kế tâm bề thắng thối, ghi thù quá trưởng điều đáp đối, nên ma phiền não trượt đấm thai, bị là nó đó mà mới là chuyển lưng trong nhân vật các loài căng mờ ám, làm điều dại dột. Và Đức Thầy cũng đã chỉ dạy còn cũng tưởng, mắt cũng tưởng, có cũng tưởng, không cũng tưởng, thành cũng tưởng, tưởng bại cũng tưởng, thương cũng tưởng, ghét cũng tưởng, thất tình lục dục bắt buộc con người với biết bao nhiêu tâm cơ, bao nhiêu trí não, phụng sự nó danh lợi cảm tình quy quyền muốn quý được hàng ngày như giới. Vì thế con người mãi mãi lăn lộn trong sáu đường không thoát khỏi dòng sanh tử. Đó, đó là chúng ta đó là bị đó là vô minh nó khởi lên, đó là giảm niệm. Nên trong kinh Thủ Lăng Nghiêm đó cho biết nhất thiết chúng sanh tùng vô thị lai, sanh tử tôn tục giải do bất chi, chân tâm thường trụ tánh tịnh minh tể, dụng tư vọng tưởng thử tưởng bất chân cố hộ lưu chuyển. Nghĩa là hết thảy chúng sanh từ vô thủy đến nay cứ sanh tử nối liền là do không biết cái chân tâm thanh tịnh, cái thể trong sạch sáng suốt lại nhận lầm các vọng tưởng cho là tâm mình, nhớ nghĩ chuyện đạo điên nên phải trôi lăn trong biển khổ sanh tử. Và chúng ta bị luân hồi đây đó là do nghiệp quý vị. Đó nghiệp tức là đó vô minh sanh hành đó, là sanh hành mới đó là sanh nghiệp. Bởi vì hành đó tức là việc làm của thân của khẩu của ý nên gọi là nghiệp. À, muốn làm tròn nhân đạo phải giữ vẹn tứ ân, nhưng trước hết phải tránh tam nghiệp và chừa thập ác, cũng như muốn làm giàu phải tránh đừng cho thiếu nợ. Thưa toàn thể nhân đạo, chúng ta ngồi đây, tôi đứng đây đó là toàn là bị nghiệp đó, mình bị nghiệp mình mới có đầu thai đây. Nhưng mà cái nghiệp của mỗi người đó, nó không có giống nhau. Người đó thì xấu, người ngộ, người đó là thông minh đó, người đó là kém cỏi, lu mờ, mới si đó, người đó là trí quá thông minh đó, rồi người giàu, người nghèo đó, người thì đó là tật nguyền, người thì đó là lành mạnh đó. Cũng như chúng ta vô cái vườn cây đi đó, vô vườn cây đó nó đủ trái hết, trái chát, trái chua, trái cay, trái đắng, trái ngọt, vân vân. Đó là do đâu? Do cái hạt giống của nó đó. Đức Thầy cho biết trồng muốn kể giống chi hưởng đấy, đó là do cái hạt giống của nó. Có người đó thì than nói đó là tôi đây đó là lành yên, mà sao mà ông kia làm ác quá, mà sao mà ông giàu có sung sướng, còn tôi đây đó là làm hiền mà tôi đó là khổ sở quá. Đó là do đâu? Do cái là nghiệp. Cái nghiệp trước của chúng ta đó là bố thí làm lành, thành ra kiếp này mình giàu,
mà ông này đó mà ổng đó mà kiếp này ông làm ác đó thì sao ổng đó là khổ sở thêm, mà kiếp này ông già ổng đó là giàu mà kiếp sau ổng đó là làm lành làm hiền thì cứ sau đó ổng đó là càng sung sướng thêm, giàu có sung sướng thêm kiếp này nữa. Còn mình đây đó là kiếp trước mình không có tạo phước, mình làm ác thành ra mình khổ, mà kiếp này mình đó là làm lành làm hiền thì tất nhiên là kiếp sau mình phải đó là sung sướng. Thưa quý vị, cái nghiệp đó nó không có phải đứng yên. Thí dụ như mình đó là 60 tuổi chết đi, mình làm lành làm hiền thì năm sau đó sau lại đó là mình đó là 70-80 tuổi mình mới chết, còn mình làm ác thì nó sụt lại, còn 40-50 cái nó chết rồi. Đó là nghiệp, đó là nó không đứng yên. Đức Thầy cho biết là niệm chữ Di Đà tan chứng nghiệp đó. Vì vậy cái người tu đó là vượt nghiệp, tu là chuyển nghiệp, chứ không phải là cái nghiệp nó là như là ông Khu Trường Sinh đó. Cái số chết đói ông tu giết rồi đó là đâu có còn số chết đói nữa, mà ông được cõi thiên con người đó là cũng vượt. Thôi có một vị thiền sư đó đi hành khách đó, khi ông đến cái chùa Quan Vắng rồi đó, ông định ngủ đêm tại đó thì dân làng mới đến đó để hỏi ông phải đi nơi khác chứ ông không có nên đó là ngủ đây, vì nửa đêm ở đây đó có con quỷ nó xuất hiện, nó vênh la chúng tôi đó là ở gần đây, tôi đó là dỡ nhà đi nè, tôi không dám ở đây. Thiền sư mới hỏi nguyên nhân nào mà có con quỷ xuất hiện, thì dân hà làng mới kể đó, ở đây đó có cái ông trụ trì đó, ổng là bệnh cái đó là tử mới dước đó là lương y đến đã trị bệnh cho ông. Thì lương y đến đó bảo đó là đệ tử đó là nấu cháo súp gà đổ vô miệng ông, khi mà ông tỉnh lại rồi đó ông biết mình phạm giới rồi, ông nổi nóng ông giằng lên một cái rồi ông tắt hơi đi ăn tán xong rồi vài ngày sau đó có con quỷ nó xuất hiện. Thiền sư nghe qua như vậy đó quyết định ngủ đêm tại đó. Thì nửa đêm đó cái con quỷ đó nó là hiện ra, nó kêu la than khóc đó, nó đọc lên hai câu: lâm bệnh trên trường đành phải hít cháo xương. Thiền sư mới lập tức tan nghiệp hằng thanh tịnh đồng Phật giảng Tây Phương, thì con quỷ nó biến mất, từ đó tới sau nó không có xuất hiện nữa. Ở đây cũng nói đó, chúng ta đây đó lào trước tới giờ mình có tạo ác, nhưng mà từ đây về sau đó mình không có đó làm ác nữa, mình làm thiện thì cũng được giảng sanh về cảnh Tây Phương Cực Lạc. Đó là tôi trình bày mình bị luân hồi đó là do nó nghiệp, và mình bị luân hồi đây đó là do thức. Nó thức là cái gì? Thưa, thức là cái biết của con mắt, cái biết của lỗ tai, cái biết của cái lỗ mũi, cái biết của cái lưỡi, cái biết của cái thân, cái biết của cái ý. Đó cũng như là sáu căn: nhãn, nhĩ, thị, thiệt, thành, ý. Chúng ta đó là đối với sáu căn là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Cái mình sanh ra cái thức, quý vị, sanh ra cái thức phân biệt nó mới bị luân hồi. Còn mình đó mà không có sanh ra cái thức rồi đó thì kinh Phật cho biết nhân căn trần thám tịnh tích đắc lục thông chỉ hiện giả giả, nghĩa là sáu căn đối với sáu trần mà được thanh tịnh thì đạt được sáu pháp thần thông phát hiện. Đó vậy đó, mình cũng là bị gì đó, mình khởi ra cái xích tích phân biệt. Thí dụ như đó, quý vị mà nói nặng tôi đó, nói nặng tôi mà tôi nghe, nghe mà không nghe, nghe mà không có khởi ra cái thức đó, thì tất nhiên đó là mình được thanh tịnh rồi. Bởi vì mình nghe, cái mình khởi ra cái nghe, rồi mình thấy cái mình đó là khởi ra cái thức đó, rồi mình thấy đó là nó phát biệt đó, vì vậy nó mới bị luân hồi. Nên kinh Phật cho biết kiến sắc phi căn sắc, văn thinh bất thị tinh, nghĩa là thấy sắc không dính líu gì đến sắc, nghe tiếng cũng vậy không dính líu gì đến tiếng, tiếng là tiếng, nghe là nghe. Nó thành ra đó là thiết ngu bất thạ sư tử ống, nghĩa là con sư tử nó giống lên một tiếng rồi đó thì bao nhiêu con thú khác nó đều khiếp sợ, còn đối với cái con trâu sắt đó thì nó chơi chơi à, nó vẫn tự nhiên à. Bởi vì sao? Bởi vì nó là trâu sắt. Còn mình đây đó mà đối với cái trần cảnh đó mà mình nó không có khởi ra cái thức rồi đó thì mình yên lặng à,
giữ tấm lòng bất động như như, cho hồn linh yên lặng an cư thì mới được hồn nguyên phản bổn. Đó, cảnh là cảnh, đó, mình là mình, đó, là mình nó đó được an nhàn. Đó là tôi trình bày qua đó cái thích. Đó, bị gì luân hồi đây là do cái thích. Tiếp đến là mình bị luân hồi đây đó là do cái ái quý vị. Đức Thầy cho biết bởi ái hài nguyên linh chấm dứt, lòng bồ đề sắc đá dám cần. Trong cái kinh cho biết hữu ái tắc sanh, ái tặng tắc diệt, cố chi sanh tử, tham ái di bổn. Nghĩa là có ái thì sanh, không ái thì diệt. Muốn biết gốc rễ của sanh tử luân hồi do đâu, từ nơi tham ái mà ra. Đó, mình bị gì đó, yêu ái vì vậy mình mới bị luân hồi. Cũng như vị sư đó, thường ngày cái ông gia săn sóc cây mía đó, liên tiếp cây mái mía cái ông tắt hơi cái đầu thai con sâu chung vô, làm con sâu chung vô cây mía đó, là tại vì đó là ái. Ở mình đó là mê đâu đó, ái đâu thì về đó. Và cái hai vợ chồng cư sĩ này đó, khi mà ông chồng mà ông hấp hối rồi đó, cái bà sẽ vợ đó là khóc lóc kể lể, nước mắt nước mũi đó nó rơi trên cái gò má của ông chồng đi. Khi đó ông chồng tắt hơi cũng đầu thai con sâu chung vô là lỗ mũi đó, đầu thai làm con sâu đó. Vì thế mà Đức Thầy chúng ta đó là cho biết lưu ý tăng gia không nên khóc lóc làm trở ngại sự siêu thoát anh linh của người chết. Ông vua Di Lan Đà, ông hỏi A Nan, ông hỏi đại đức Na Tiên đó, con người mình đó chết rồi đó có sanh trở lại không? Thì đại đức Na Tiên đó thưa đó, cũng có người sanh trở lại và cũng có người không sanh trở lại. Ai sanh trở lại và ai không sanh trở lại? Thì đại đức Na Tiên mới đó là nói, cái người nào đó còn tham dục ăn ái đó thì cái người đó còn đầu thai trở lại. À, còn cái người nào mà dứt tham dục ăn ái thì người đó, đó không có còn đầu thai trở lại. Và chúng ta tu đây đó quý vị, mình đó xét kỹ lại mình tu rồi còn có ái không quý đồng đạo? Đó, đó thưa đó là mình cũng ái, mà ái ở đây đó là ái thánh, nó ái xuất thế gian, không phải là ái phàm nữa. Đó, cũng như trường hợp đức thầy của chúng ta đó ở ngoài miền Đông đó, đó có cái cô thiếu nữ này ở Sài Gòn đó thầm yêu đức thầy đó, đức thầy mới viết đó là ba bài thi cảnh tỉnh cô. Ta có tình yêu rất đượm nồng, yêu đời yêu lẫn cả non sông, tình yêu trang chứa trên hoàng vũ, không thể yêu duyên khách má hồng. Nếu khách má hồng muốn được yêu thì trong tâm trí hãy soi chiều, hướng về phụng sự nhân lợi sẽ gặp tình ta trong khối yêu. Ta đã đa mang một khối tình, dường như thịnh thể hải sinh minh, tình yêu mà chẳng duyên ai cả, yêu khắp muôn loài lẫn chúng sinh. Thưa quý vị, mình cũng ái cũng yêu vậy, nhưng mà mình đó là đưa cái người yêu mình đó đến cái chỗ bất sanh bất diệt, chứ không phải tu rồi cái là không biết cái gì, không ái không yêu không biết gì hết. Đó, cũng ái cũng yêu mà yêu cao thượng, cái tình yêu cao cả. Đó là tôi trình bày qua đó là nguyên nhân nào mà chúng ta bị luân hồi. Tiếp đến là các não là luân hồi như thế nào, mà mình tạo cái nhân gì mà chúng ta bị luân hồi. Thưa quý vị, cái người mà rơi xuống địa ngục rồi đó thì cái người này đó là tạo tội đó, ngũ nghịch thập ác tật nặng. Nó ngũ nghịch là giết cha giết mẹ, hại A La Hán, khóa dấu chúng tăng làm chân Phật gia máu. Đó, cái người này đó là rơi xuống đó là địa ngục đó. Có một thiền sư Bạch Ẩn đó, đại tướng đến đó là hỏi thiền sư Bạch Ẩn có thiên đàng địa ngục hay không. Thì thiền sư Bạch Đạn hỏi ông là ai mà đến đây đó là lại hỏi. Thì đại tướng nói ta là một vị đại tướng. Thì thiền sư Bạch Đạn nói đó, ta coi ngươi đó là ngu si như ngươi mà làm đại tướng được sao?
Thì lúc này đó đại tướng đó mới là phần phần nổi giận, mới rút gươm ra định hành hung. Thì sư bạch ẩn mới cười hả hả nói, đó đó là địa ngục đó. Thì vị đại tướng này biết ý rồi, đút cái gươm vô là trong vỏ ăn năn sám hối. Thì thiền sư bạch ẩn nói, đó đó là thiên đàng, đó là thiên đàng, địa ngục là cũng do nơi cái tâm của mình nó tạo ra. Và mình tạo cái nhân gì mà thành ngạ quỷ quý vị? Đó, chữ ngạ đó là đói, đó, chữ quỷ đó là tức như cái lời đó là quỷ đói. Cái đầu đó thì to, cái cổ thì nhỏ, cái bụng thì lớn. Hải con mà đút vô tới miệng là nó thành lửa, còn nước đó mà ngậm vô rồi đó thì nó quá dầu sâu. Nó suốt cuộc đời cũng không có một bữa nào để là no bụng hết trơn. Cái hạng người này đó thì bo bo giữ cổ, tham gian ích kỷ, nó chỉ biết riêng mình nè. Vì vậy mà Đức Thầy chúng ta chỉ dạy đó, cái người biết đạo thì vừa lo cho mình vừa giúp ích cho đời, chừng bỏ sát thì có cái khác nè. Vì vậy cái người mà theo là Phật giáo Hòa Hảo đó, tín đồ như chúng ta đây đó, thì làm hết các việc từ thiện đó, nào là thuốc nam, xe dưỡng bệnh, cơm cháo đó là nhà thương rồi đó, làm hết các việc. Còn cái người mà không biết đạo đó thì bo bo giữ nó bằng lối ích kỷ mới lầm, ấy là muốn cho nó được trường tồn. Kẹp đến khi tự thần gõ cửa, số vô thường đã tới, sanh ra muôn ngàn kinh hải, thần trí hôn mê, rất chiếu mến cõi đời, cửa nhà con vợ mà không làm sao sống được nữa. Nên lúc ấy kẻ phùng man trợn mắt, người chắc lử yến răng, lăn lộn giật mình, kêu than thảm thiết, xét coi lúc ấy khổ sở là dường nào. Đó là tôi trình bày qua đó, cái nhân mà làm ngạ quỷ. Tiếp đến đó là mình tạo cái nhân gì mà thành súc sanh thôi. Theo mà trong kinh Câu Xá Luận đó cho biết, cái người nào cái tánh nết như thế nào đó thì chết rồi đó sẽ đầu thai cái loại đó. Như những người nào đó đương thời đó thì ham dâm dục quá độ rồi đó, chết thì làm bồ câu chim sẻ sẻ như quan ương. Còn cái người nào mà cống cao ngã mạng quá đó thì chết rồi đó làm cọp beo hùm. Còn cái người nào biến nhát quá đó thì đó làm heo, làm dê. Còn cái người nào đó mà nóng giận quá đó thì đó là chết rồi đó làm giấm. Cái loại này đó nó có độc đặc, chết để bụng sống đem theo chứ không có chịu tha thứ. Còn cái hạng người nào đó mà liên khỉ quá đó, giỡn cợt quá đó thì chết rồi làm khỉ, làm vượn. Đó là cái nhân đó sanh ra đó là lời thú vật. Nó đến đó là làm thần Atula. Tất nhiên là cái vị này đó cũng đó là trừ thập ác, hành thập thiện. Nhưng mà cái tánh tình nó quá nóng nảy rồi, thành ra chết rồi thành thần Atula. Và cái nhân nào mà chúng ta đó là có mặt đây làm con người ở đây, thưa quý vị, chúng ta đó là có mặt ở đây đó là cái nhân hầu trước đó, cái trước của mình đó là nam thì giữ gìn đó là tam can ngũ thường. Tam can là quân thần can, phụ tử can, vua thê can. Ngũ thường là nhân nghĩa lễ chí tính. Còn nữ thì tam tùng tứ đức, tùng phụ, tùng phu, tùng tử. Tứ đức là công dung công hạnh. Đó là mình đó tạo cái nhân đó thành người trở lại. Đó, kiếp trước của mình đó có giữ giới, chết rồi thành người lại đây. Có khi đó mình ở cõi trời nữa quý vị, ở cõi trời cái hưởng hết phước rồi đó, cái mình đọa xuống đó là cõi người có mặt đây. Có khi đó mình ở dưới đó là địa ngục, bị ta cha đắng hết cái quả địa ngục rồi đó, đầu thai lên đó làm con người đây. Và có khi mình ở vào cái thời kỳ đó là thượng quan thượng cái đợt trước á, nhưng mà mình không có tiến tu đó. Người ta tu đó là ta tu tiến, mà cái này tu lùi không à. Đó, thượng quan thượng rồi nó mới sụt xuống, thượng quan trung, thượng quan hạ, rồi sụt xuống nữa là trung quan thượng, trung quan trung, trung quan hạ, rồi sụt xuống nữa là hạ quan thượng, hạ quan trung, hạ quan hạ,
đó, mỗi cái là hạ quân lớn đó, thì có ba cái hạ quân hạ, ba cái là quân nhỏ. Mà hạ quân hạ kỳ này đó, chúng ta mà để sụt xuống nổi rồi đó thì không biết chừng nào mà thành người như đó là trở lại đó. Bởi vì sao? Bởi vì đó hạ quân hạ này đó là Đức Thầy ra đời là kỳ thứ chót của quý vị đó, kỳ thứ chót đó, lần thứ chót đó. Đó, thầy đó là dục thúc mình đó, hay là cái chót này đây á, lại tiết chi thân phàm tục xong vì tình cốt nhục tương đăng cũng ủng hộ chở che cho sát phàm bớt nổi cực hình. Đó là cái kiếp chót này đó, mà mình không có tiến tu đó thì thôi đó, cái linh hồn nó trôi nổi đâu không có biết đâu mà kể. Bởi vì đó là thiên địa từng quần châu như phụ thủy, là trời đất cứ xây dần hoài quý đồng đạo đó. Hãy mà hạ quân này nó dứt vào đó thì chuyển lên đó là thượng quân thượng đó, rồi thượng quân thượng nó mới dài xuống đó, thượng quân trung quân hạ quân, rồi thượng quân trung quân hạ quân đó, cũng như xuân hạ thu đông. Hết đông rồi xong, hết đông rồi xuân hạ thu đông rồi, nó cứ nối liền hoài như vậy đó, nó không ngừng. Mà cái kỳ mà hạ quân hạ này đó, Đức Thầy cho biết đó là hạ quân này đã hết đời. Mà khi mà hạ quân hạ này nó hết rồi, nó chuyển qua cái đời thượng quân thánh đức là rất là nhiều chuyện đó là khổ khó. Đức Thầy cho biết là nơi phía trước treo leo tiếng khóc, đứng sau lưng hình dốc dãy chân nước kia lửa đỏ tưng bừng, thảm cho tế sự rồi lấy lừng nặng tay, thời cũng tại không tay tu niệm cứ lẳng lơ ngạo biếm khoe khoang. Đến nay là bụng có tràn tam thiên lục bá khắp tràn hải dân. Từ cái buổi hạ quân hạ mà chuyển lên thượng quân thượng đó thì gặp cái cảnh đó là rất là khổ khó. Thưa quý đồng đạo, và chúng ta đó có mặt đây đó là do chúng ta ở vào kỳ đó là hạ quân hạ đợt trước đó. Cái căn cơ của người đó đó, cái căn tánh của người đó đó ở một quốc độ nào đó rồi đó, là nó phù hợp với cái hạ quân hạ đây đó mới đầu thai đây, có mặt ở đây. Hoặc giả là chúng ta có mặt đây đó là từ nơi đó là sanh vật tiến hóa. Trong kinh lợi là nhất đạo linh hồn cư thủy, đó làm đất cho người ta đó là tắm rửa gội uống xài rồi đó. Rồi tới nhị đạo linh hồn cứ thổ, nó thành đất cho người ta đó là xây các trầm tỉa các nhà rồi đó. Rồi đến đó là tam đạo linh hồn cứ kiếm thạch, là làm đó là cát đá quý vị. Bằng chứng Đức Phật chỉ vào đất mà nói rằng tường bích hỏa lịch giai hữu Phật tánh, nghĩa là dứt bên ngói đá đều có tấm Phật. Rồi đó là đến thứ tư tiến lên nữa là thành cây cối quý vị, cho người ta cưa xẻ xây cắt nhà cửa rồi đó. Và tới đó là ngũ đạo linh hồn cư súc vật, đó lúc này thành thú rồi. Rồi tiến lên nữa là lục đạo linh hồn cư thân thể, đó thành người được đó là rất là may mắn, nó làm người được nó quý báu. Nhân tăng năng đất kim vị đất đó, Phật pháp năng dân kim vị dân, thân người khó được, nay chúng ta lại được Phật pháp khó nghe, khi nay chúng ta được nghe đó. Và có mặt ở đây đó là người đó là do đâu? Do nguyện thệ đó. Nguyện thệ thì cũng có hai đó. Đức Thầy cho biết thời kỳ này nhiều quỷ cùng ma, trời mở cửa quỷ vương xuống tới, nên ta mới ra tay cứu tới, kẻo chúng sanh bệnh khổ quá chừng. Sao quỷ vương đi đứng nửa lần, thêm tên tuổi chúng sanh nó biết, làm đủ cách xuống lên ta thiết ở ngoài đường, nó biết đến mình. Tin thời không thì cũng mặc thành, chớ ta lắm công trình dạ dỗ. Hồi thở trước Thích Ca Phật Tổ ngồi tham thiền, bị nó ghê hoài mà cũng không rúng động ra ngài, nên cố quán tha đời mãi mãi. Đó là có mặt ở đây đó là do đây đó là nguyện thệ đó, nguyện thệ xuống để mà phá đạo phá đời đó. Và có mặt ở đây cũng do đó là nơi nguyện thệ, nhưng mà nguyện thệ ở đây đó là cứu đời quý vị, cũng như trường hợp Đức Thầy của chúng ta đó đó. Ngài đâu có phải là ở thế gian này hòa thôn hảo cảnh xứ chi ta, tạm dắt nhân sanh khỏi ái hà, tạo sát quỳnh danh tánh chắc trẻ, chờ ngài thiên đỉnh là thiết hùng ca, hay là tây phương cực lạc khùng ngồi tòa sen, hay là cảnh tiên trước thâm to nồng nặc
chẳng ở yên lại xuống hồng trần ấy gì thương chăm họ dẫn dân nên chẳng kể tấm thân lau khổ. Đó, Đức Thầy chúng ta đó là ở vào cái cảnh đó là Tây Phương Cực Lạc. Đó chứ không phải là ở dưới này. Nhưng mà vì thương chúng ta quá rồi thành ra đó là Ngài Nguyễn Thể bởi trầm lưng khô cạn sau đoàn tăng sĩ mới trở về nơi tâm tịnh. Thì có mặt ở đây đó là chỉ có Đức Thầy chúng ta đó hay là các bậc đó là đã đắc đạo đó. Đó, giờ xuống đây đó không có bị nghiệp, còn bao nhiêu đó là bị nghiệp đó. Và chúng ta đó ra khỏi cái luân hồi sanh tử này đó, đó chúng ta ra khỏi sanh tử luân hồi này đó là phải là tu như pháp nào đó. Thưa quý vị, nước biển đó thì chỉ có một vị mặn, đạo của ta đó chỉ có một vị giải thoát mà thôi. Đó, mình tu là cách nào và làm cách nào, nhưng mà cuối cùng rồi đưa mình đến cái chỗ là giải thoát sanh tử luân hồi rồi. Đức Thầy cho biết mong bá tánh vạn dân giải thoát, hay là dầu gian xa lao giả sắc chẳng thèo miễn sanh chúng thông đường giải thoát. Thưa quý vị, cái pháp môn là giải thoát để tu chứng đó, bực đó là thính danh đó, thì Đức Thầy chúng ta đã cho biết tứ diệu đời ai có mấy nương, thì lão cũng cởi sơ thêm nữa, chữ tập đời nó đà mở cửa đã đem vào khuôn khổ người hiền, dáng cực làm một bước đầu tiên sao mới được làm nên Phật tánh, về thượng giới có tiên mới bảnh đến diệt đời. Đó, đó là Đức Thầy chỉ dạy đó. Tập đời là đó giờ chúng ta nó không có biết tu, thành ra mình tập tu, tập ăn chay niệm Phật làm lành, rồi đến đó là diệt đời, là mình diệt cái lòng ham muốn ở cõi thế gian này nó không có thật. Đó, thế gian muôn vật thải không trên đó, nó chẳng khá lầm xem nhận thật trên, nếu thấy nhìn là điều chắc thật, chỗ xem thấy quả không trên. Là trong Pháp Bộ Đằng Kinh cho biết đó, Đức Thầy cho biết là trên dương thế hữu hình tất hoại, là không có cái gì chân thật hết. Vì vậy đó mà chúng ta phải diệt đi cái lầm ham muốn của mình. Nó đến đó là khổ đề, là mình đó là chịu khổ để tu. Đó, mình sống an nhàn quá đó là mình tu đó là không có được. Rồi đến đạo đời thì Đức Thầy cho biết đó, Đức Phật tổ nào đâu hàm lượng, chịu nhọc nhằn mới rõ đạo đời, thấy một đàn thẳng bẳng mà mê, ôi chừng đó mới là màu nhiệm. Thưa quý vị đó, là màu nhiệm ở đây đó là cũng như là uống nước nóng lạnh đó, cái người đó biết đó, chứ mình đó là không có biết được. Đó là tứ diệu đài đó, Đức Thầy viết đó, năm 1939 đó, trong quyển tư đó. Rồi đến đó, tứ diệu đài Đức Thầy viết năm 1942 thì giống như Đức Phật Thích Ca mà số thứ tự nó có khác. Một khổ đài gồm các sự khổ trong đời, hai tập đài gồm các tập nhân sanh ra quả khổ, ba đạo đài gồm có tám đường tránh, bốn diệt đài phương pháp diệt khổ hưởng quả niết bàn. Của Đức Phật Thích Ca đó thì đạo đời đã dưới, diệt đời đã trên. Còn Đức Thầy của chúng ta đó thì diệt đời đã dưới, đạo đời đã trên. Thưa quý vị, Đức Thầy chúng ta đó là dương sắc lệnh của Đức Phật Thích Ca, mà tại sao những cái giáo điều đó dạy đó không giống như Đức Phật Thích Ca? Thưa, cái chân lý đó thì chỉ có một thôi. Chân lý là Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật vị lai, dạy chỉ có một mà, chứ không có thay đổi. Nhưng mà cái giáo điều có thay đổi. Cũng như cái thời kỳ của Đức Phật Thích Ca đó, là thời kỳ của người mình đó, là lúc đó, đó là con người thượng căn thượng trí. Còn cái thời kỳ này đó là con người hạ căn hạ trí. Đức Thầy cho biết bởi đời này pháp môn mới mạc, thánh đạo chân du, người tâm trí tối đen, đời lắm ma dương phải giấu. Và tứ ăn của đó là Đức Phật đó, một là ăn phụ mẫu, Đức Thầy đổi lợi đó là ăn tổ tiên cho mẹ. Hai là ăn quân dương, Đức Thầy đổi lợi đó là ăn đất nước. Mà cái thời kỳ này mà gọi là ăn quân dương sao mà hợp? Bởi vì cái thời trước đó là cha làm vua, con làm vua. Thời kỳ này nó dân bầu, thành ra nó khác. Đó, đó là đến ăn tam bảo thì Đức Thầy vẫn là giữ y. Rồi ăn chúng sanh, Đức Thầy đổi lợi đó là ăn đồng bào dài nhân lợi, rất là phù hợp quý vị. Và trong cái cuốn kinh Đại Bát Niết Bàn đó, Đức Phật mới nói với các vị tỳ kheo đó: này các vị tỳ kheo, tuy là những điều do ta chế định nhưng thấy không phù hợp với phong tục tập quán của địa phương đó thì không nên áp dụng. Trái lại,
tuy những điều không có ta quy định mà thấy phù hợp với phong tục tập quán của địa phương đó thì không thể không thi hành. Đó là cái thầy dạy đó là rất phù hợp. Tuy những lời của Đức Phật dạy mà không có phù hợp ở cái địa phương đó thì không có làm. À, còn mà Đức Phật không dạy mà thấy phù hợp thì đó là nên làm. Đức Thầy cho biết là tùy phong hóa dân sanh phù hợp đó. Đó là tôi trình bày qua đó, là giải thoát luân hồi đó là tu đó là tứ diệu đời, chứng bậc quả đó là thanh văn, đó đến đó là chứng quả duyên giác, đó là việc 12 nhân duyên đó, việc vô minh đó. Thì Đức Thầy cũng là chỉ dạy ở trong thập niên nhân duyên đó, muốn diệt cái vô minh trước hết phải điêu luyện khấu tinh thần cho mạnh mẽ, đặng lấy đó làm cương mục, đặng tự lập con đường rõ ràng duy nhất của mẫu đạo mình đang học, để lấy đó làm cương mục mà bài trừ những thành kiến cố chấp thói quen thì chần chờ làm ham muốn tánh kiêu ngạo tật đố và làm chuyển vô định ích kỷ tư tâm, sự gây gỗ mê đắm trong bởi dục tình và sự phiền não nó làm cho náo loạn quả lành, nên bài trừ được nơi rồi trí huệ tất mở mang vậy. Đó Đức Thầy dạy đó là chỉ đó là cho mình đó là diệt vô minh, mà mình điêu luyện cách sao? Thôi điêu luyện cũng như là chúng ta đó, đó chạy xe đó bằng lái đó, thi bằng lái cái dòng số 8 đó, đó chạy cấp đầu thì đó là cán mức đó, mình điêu luyện giết thì nó đâu có còn cán mức nữa, nó từ dở đến hay, từ chậm tới lẹ, rồi cố tinh thần cho mạnh mẽ, mà cái thôi cố tinh thần yếu yếu rồi đó thì đó là việc không có lẩu đó. Vì vậy đó là cũng như là con chim đại bàng vậy đó, nó mới có thể cắt cánh vượt ra khỏi trùng dương biển cả, còn con chim sẽ xẻ thì nó bay gần không à đó. Đó nên Đức Lão Tử cho biết thượng sĩ dân đạo trần nghi hành trí, trung sĩ dân đạo nhược đầu nhược dông, hạ sĩ dân đạo đại tiểu chi bất tiếu bất túc nhị di đạo. Nghĩa là bậc thượng sĩ nghe đạo thì sốt sắng làm theo, bậc trung sĩ nghe đạo thì nửa làm nửa bỏ, bậc hạ sĩ nghe đạo thì cười lớn, nếu không cười thì không phải là đạo. Và tiếp đến đó Đức Thầy chỉ dạy đó, nếu ta tìm con đường bát chánh đạo của Phật mà đi, giữ tâm thanh tịnh, làm việc nhân từ, không lòng hờn giận, chẳng dạ ghét ganh, chuyên tâm niệm Phật giúp tới độ đời, đừng chứa điều phiền não và nỗi bụng tham lam ích kỷ, gây mối thiện duyên, lần lần trí huệ mở mang, cõi lòng sáng suốt, thì màn vô minh sẽ bị diệt bắt. Vô minh bị diệt thì hành diệt, hành bị diệt thì thức diệt, thức bị diệt thì danh sắc diệt thì lục nhập diệt thì xúc động diệt thì thọ cảm diệt, thọ cảm bị diệt thì ái diệt, ái bị diệt thì bảo thủ diệt, bảo thủ bị diệt thì hữu diệt, hữu bị diệt thì sanh diệt, sanh bị diệt thì lão tử diệt. Ấy là giải thoát vậy. Thưa quý vị, cái vô minh này đó, nó không phải dễ diệt, mà nó không phải là khó diệt. Đó, quý vị mình mà súng bắn mà bơm bở nó vậy nó cũng không chết nữa. Là tại sao? Đó, nó chỉ kỵ cái là trí tuệ à. Nó vô minh là chỉ cho cái bóng tối, nó ban đêm đó. Mình nó là bật cái đèn lên, cái đèn là chỉ cho trí tuệ đó, bật cái đèn lên đó thì cái bóng tối nó mất à. Đó là nó cũng là dễ diệt hay là khó diệt, tùy theo cái trình độ của mỗi người đó là không có giống nhau. Đây là tôi trình bày qua đó là chứng quả duyên giác. Tiếp đến đó là chứng quả Bồ Tát. Đức Thầy có chỉ dạy giải giác nhiều nơi đó, bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ. Thưa bố thí đó, của Bồ Tát đó, đó, tại sao mà bố thí mà được hưởng đó là cái phước đó cõi người với cõi đó là cõi trời à, mà ở đây đó là bố thí, đây đó là chứng quả, đó là Bồ Tát. Đó Bồ Tát làm nó thưa quý vị không có trụ tướng đó, ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm đó, là không có trụ vào cái tướng nào hết. Như Đức Thầy cho biết là đậu quan cảnh tâm vô kỳ vật á, hay là vô pháp tướng mới là thiệt tướng. À, cái tâm của mình đó là không có một vật gì hết, nhưng mà cũng làm tất cả mọi việc đó, lục căn thường ứng dụng như như mà ý chẳng tưởng tư ứng dụng, các pháp tướng biện văn rõ đúng mà ý không có tưởng biện văn. Đó mình làm mà không có khởi cái ý lên đó, cũng như có cái ông này ông đi sinh đó, ông vô nhà ông trưởng giả mà thường ngày đó thì cái ông trưởng giả này ông không có cho đó, vô sinh không có cho, mà bữa nay đó ông trưởng giả này đó tám tiệc linh đình đi, cái ông vô đó là sinh thì ông trưởng giả này đó nó không cho, thì đó là bạn bè anh em đồ đó dòng họ nó nói nó là keo kẹt, thành ra ra cho, mà cho ít đó, thì coi cũng không được, mà cho nhiều thì tiếc, thôi bóp bụng cho nhiều nó đi.
đó. Thì ông đi sinh này đó, ông mới là đi đi ra cái một khúc cái gặp cái ông này đó, ông bảy mấy tuổi, thì ông thấy ông đi sinh này bảy mấy tuổi cũng giống mình vậy, nhưng mà đó ông là thương, ông cho và ông căn dặn, ông nói đây nè nha, sau này mà ông có đói khổ gì nữa đó nha, ông đến đây đó tôi giúp ông thêm đó. Cái ông đi sinh này ông mới đi nữa, đi một khúc nữa đó thì gặp cái ông này, ông cho mà ông cho đó, ông không có là khởi lên cái niệm nào hết á đó. Đó ông cho đó thì đó là gọi là tam luân không tịch đó. Tam luân không tịch nghĩa là cái của mình cho đó, mình cho đây đó là không có thấy mình cho, không có thấy cái của mình cho mà không có thấy người nhận nữa đó, gọi là tam luân không tịch. Mà Đức Thầy cho biết giúp đời chẳng đợi trả ơn đó, miễn tròn bổn phận hay hơn bạc vàng đó. Rồi đó là đến đó, kỳ giới. Thưa kỳ giới đó của Bồ Tát đó, thì Đức Thầy cũng là cho biết tu niệm hỡi người mau xuất sắc trong ngoài trao sữa tấm lòng ta đó. Cũng như cái bà lão này có nuôi một vị sư đó, thì đó là 12 năm sau đó, cái bà lão này biểu đó cô con tỳ nữ này đó đến mà đưa vật thực cho sư đó. Khi mà sư dùng rồi đó, ông sư coi coi đó là ông sư trả lời sao gì cho bà biết. Thì cái cô tỳ nữ này đó cổ làm y như vậy, ông sư cái ông sư cũng nói khô bập ỷ hà nham tam đông vô ngẩn khí đó, nghĩa là ông nói đó cái tâm ổng á cũng như là cái khô mà mọc trên tảng đá cái gì nó không còn cái tình dục nào chứ, hay là đó là cái tâm ổng nó lạnh cũng như là ba tháng mùa đông rồi, không có còn một chút xíu nào hết. Về nói cho bà lão biết, thì cô tỳ nữ này nói cho bà lão biết, bà lão đó là đuổi đi, đuổi nhà sư đi và đốt cái cốc luôn, không có cho ở. Thì trong một thời gian sau cái đó là vị sư này đó thì xin cắt lại, thì bà già cũng cho. Thì vài năm sau đó bà già cũng biểu làm y như kỳ trước. Thì khi mà ông sư đó, thì ông sư ông nói đó là tôi biết, cô biết, đừng có cho bà lão biết đó. Thì vì nói lại với bà lão đó thì bà lão chịu. Thưa quý vị, bởi vì cái pháp tu của Bồ Tát đó là tu vô tu tu, hành vô hành ảnh đó, chứng vô chứng chứng, nghĩa là tu mình không có chấp đó là mình tu, hành đó là không có chấp mình hành đó, và chứng mình không có chấp mình chứng nữa đó. Đây là cái lý để mà giải thoát sanh tử luân hồi rất là cao quý vị. Rồi đến cái pháp môn đó là nhẫn nhục. Thưa nhẫn nhục đó là nhịn, nhịn ở đây là gọi là vô sanh pháp nhẫn đó. Nhịn mà không có thấy mình nhẫn. Đức Thầy cho biết đó, nhẫn tâm nhật nhật thường an lạc, nhẫn tánh niên niên đắc bảo tiền, nhẫn đức bình an tiêu vạn sự, nhẫn thành phú quý vĩnh miên miên. Tiếp đến là tinh tấn. Tinh tấn là mình tín ngưỡng chân chánh và lướt tới đó quý vị. Tránh tinh tấn dầu thành hai bại, cứ một đường tín ngưỡng của mình, dầu cho ai phá dấu đức tin, ta cũng cứ một đàn đi tới đó. Cũng như là ông Thanh Tư Sĩ đó, ông đó là kêu chém đầu là chém chứ không có bỏ. Đó là tránh tinh tấn. Bị thời gian không có dài à, thành ra tôi là nói đại khái thôi. Đến thiền định. Thưa thiền định đó, thì ở ngoài đó là không nhiễm trần là thiền, bên trong mình đó là không có tán loạn, đó là định. Ngoài thiền trong định tức là thiền định. Ở ngoài là sắc thinh đơn vị xuất phát, bên trong mình đó là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý đó, nó không có tiếp xúc với cái bên ngoài. À, cái bên trong mình đó là bổn lai vô như vật, nó không có khởi lên nó là dính một cái niệm nào đó là đối với cảnh trần hết. Có một cái con rùa nọ đó, nó ở dưới hố, cái một hôm nó cái nó bò lên nó đi kiếm ăn, thì nó gặp đó con giả can. Giả can nó nói cha bữa nay có một bữa ăn đó là ngon lành rồi đó. Cái mới nó nhào tới nó lặt con rùa đó, nó hả miệng cho nó cạp, mà vỏ rùa cứng quá cạp gì sao mà được đó. Con rùa đó thì nó rút cái đầu cái đuôi bốn cái chân cứng vào, bốn cái chân nó vào vỏ cứng, thành ra con rùa con giả can nó cạp không được. Cái nó ở đó nó ngồi mệt quá mệt, cái bỏ đi. Con rùa nó mới bò xuống hố,
khi mà Đức Phật thuyết tới đây á, Đức Phật mới nói rằng: này các vị tỳ kheo, ma vương lúc nào nó cũng dình dập các ngươi, nó muốn mắt các ngươi nhiễm sắc, tai các ông đó là nghe tiếng, mũi các ông đó là thích ngửi mùi, thân các ông thích cọ đụng những vật mềm mịn chân lắng, ý các ông thì hãy sanh vọng tưởng, nghĩa là nó muốn sáu căn của các ông nhiễm với sáu trần. Người tu phải khép mình trong khuôn khổ giới lực thì ma vương không tòi vào mà nhiễu hại lắm. Thưa quý vị, chúng ta đó mà tu đó, mà thiền định rồi đó, thì cái cảnh ngoài đó là nó không có làm mình náo loạn quý vị đó. Người ta nói nặng, nói nhẹ, nói cao, nói thấp gì đó ha, mà cái sức đó, cái nội lực của mình nó có rồi đó, thì người ta nói mỏi miệng rồi thôi à, mình là mình à, chứ không có cái gì là phải đó là lung lay hết. À, cũng như là gió bắc phong, gió bắc phong, bắc phong chi bắc lai đó, tám gió thổi không bay đó, nó thổi gì đó lợi suy nguy dự sinh cơ khổ lạc đó, nó thổi gì nó thổi, mình là mình đó, mình tu lâu rồi đó, như vậy đó mình mới yên. Còn mà nó thổi vào cái đó là chấp gốc gì đó là ăn ngủ không được đó, tới mấy tháng hãy mà mở ngủ thức dậy rồi đó là nhớ lại cái những cái lời người ta nói nặng nó nhẹ mình không à, đó là mình dính cảnh rồi đó, tu phải lìa cảnh đó. Là tôi trình bày qua đó là thiền định, tiếp đó là trí tuệ. Thưa quý vị, trí tuệ cũng như là chiếc xe mình đi bằng đêm mà nó có đèn rồi đó, nó không có bị sụp hầm hố. Khi mà ánh sáng mặt trời mọc lên thì bao nhiêu bóng tối đều tiêu mất. Trí tuệ của con người đó nó có cái công năng tiêu diệt vô số phiền não vô minh của chính mình và của người khác đó. Cái người tu mà có cái trí tuệ rồi đó, lúc nào cũng là an lạc quý vị. Đó, bởi vì có trí tuệ, cái người mà có trí tuệ rồi đó, đó năn nỉ người ta biểu rồi, giết người kiếp cổ, cướp cổ đó là cái việc đó đi, thà ta chết chứ ta không có làm. Bởi vì sao? Bởi vì ta có trí tuệ, bởi vì mình tạo cái nhân đó là giết người cướp cổ đây đó là cái chảo vào sâu đó đợi đó, là hầm lửa đợi đinh ba rồi kia đó là đợi mình đó, chảo vào sâu ụt ụt đó rồi nó đợi mình. Thành ra cái người có trí tuệ rồi đó, nó năn nỉ người ta làm là ác, bây giờ người ta không có làm. Bởi vì cái nhân ác thì nó sẽ hưởng cái quả ác à. Thành ra người ta biết đó. Còn cái người đó là vô minh mơ si đó thì cứ làm điều à đó, tạo cái nhân xấu đó, giết người cướp cổ rồi mà tới chừng đó là vô đó là địa ngục rồi, xuống địa ngục rồi đó, quản hồn quản vía thì cái đó ăn năn đã muộn rồi đó. Phật thương bổn đạo như con, muốn cho bổn đạo lòng son ghi lợi, để sao đến việc biết đời bây giờ chưa thấy nó thần không tin đó, không có thấy địa ngục bởi vì mới xây, đâu có thấy đó là làm ngạo quỷ xuất sanh nó khổ sở biết là bao nhiêu. Thành ra cái người mà có biết đạo, có trí tuệ rồi đó, đó người ta luôn luôn lúc nào nghe lời Đức Thầy đó là làm lành làm thiện, nó thà chết là chết chứ ta không có chịu làm ác. Nên đó là các vị Bồ Tát đó thì tạo cái nhân đó là lành thiện, chết ác ta không có làm, rồi cá chúng sanh thì cứ việc đó là làm đều à đó. Thì trong sáu chiếc thuyền của lục độ ba la mật này đó, thì đó là mình chỉ xuống một chiếc thôi quý vị. Bố thí chỉ giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ, nó có cái công năng đưa mình đó từ bên tử ngạn đưa qua bỉ ngạn, từ nơi bờ mê đưa qua bến giác, chỉ xuống một chiếc thuyền thôi. Đó là tôi trình bày qua đó là lục độ vận hành. Tiếp đến là từ bi hỷ xả, đó là tu cái bốn đại đức của Đức Phật đó, là chứng qua Phật. Từ năng dưỡng nhất thiết chúng sanh chứ lạc, bi năng đạt nhất thiết chúng sanh chứ khổ, đức từ là ban vui cho tất cả chúng sanh, đức bi là cứu khổ cho muôn loài. Đó, dù người ta có nói nặng nói nhẹ mình đó, nhưng mình tu theo Phật rồi đó mình thương thêm. Bị vì sao? Bị vì sợ người này nó phải rơi xuống là khổ đau đi, giả lại cái tinh thần từ bi bác ái của Đức Phật mà ta đã nhận thức. Nó dắt tâm quyền quảng quật, cái tình ấy nó không bến không bờ, không phân biệt màu da, không phân biệt chủng tộc, nó chẳng luận sáng hạn, và xóa bỏ hết các tầng lớp đẳng cấp xã hội, chỉ đặt vào một nhân loại chúng sanh. Đó là chúng ta tu mà đã chứng qua Phật đó thì đó là mình phải tu đó, mình phải niệm Phật quý vị, pháp môn tịnh độ. Đức Thầy cho biết đó là nên niệm Phật là niệm cái bản lai thanh tịnh của Phật, cho lòng của mình nương theo đó mà được thanh tịnh và chẳng còn chuộc nhiễm trần ai. Thưa quý vị, trong 10 pháp giới này đó
là luân hồi, thì đó là trời người tăng A-tu-la, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Còn giải thoát sanh tử luân hồi là tinh dân viên giác Bồ Tát Phật, là cái tâm mình ở chính giữa đó. Địa ngục cũng là do mình, mà ma quỷ cũng do mình đó. Tam điểm như tinh tượng, hoành câu tợ, nguyệt tà phi máu, tùng tử đất, tố bằng giải do tha. Nghĩa là ba chấm như là ngâu sao, một dành như chấm quyết, mang lông hai đậu sừng, cũng do đó mà ra. Đó cũng là do cái tâm mình à. Đó cũng như đó là còn luân hồi sanh tử thì còn nghiệp, còn đó là tứ tánh thì không có bị nghiệp nữa. Thưa quý đồng đạo, chúng ta đó ở giữa cái ba ngã ba đường đó, mình phải cố gắng đó làm tu quý vị. Thời gian không có để mình đứng yên đó. Và cái lợi ích của mà tu đó để giải thoát sanh tử luân hồi này nó rất là lợi ích đó. Bởi vì đó là sao, chẳng những cứu được mình mà cứu được tổ tiên ông bà cha mẹ của mình đó. Đức thầy cho biết: giáng tu đắc đạo cứu cụ quyền, thoát trốn mê đồ đến cảnh tiên, ngõ đáp ơn dày công sáng tạo, cho ta hình dốc học cơ quyền. Hay là ngày nào đắc được lục tâm, vớt hồn cha mẹ tổ tông bãi đời, về cực lạc thảnh thơi an dưỡng, ấy là ngày ban thưởng công tu. Đó mình phải là cố gắng tu trong một cái bài để đó là giải thoát sanh tử luân hồi quý vị. Và đó là chúng ta giải thoát sanh tử luân hồi đó là lúc nào cũng đó là an vui, sống trong tứ đức niết bàn, là chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Thì trên đời này có cái gì đâu mà bằng quý vị. Đó, vàng bạc của cải, ngọc ngà, châu báu gì đó là nó cũng quý, nhưng mà nó quý đó trong cái lúc mình đó là đang sanh tiền đây nè. Đời ta còn nó còn, đời ta mất nó mất. Đó, còn cái việc tu đó là tam bảo mới có cái công năng cứu mình, là cái bản tâm thanh tịnh đó là nó mới là quý, nó mới là thiệt. Thành ra đó là cái người tu mình đó, mình tìm lại cái bản tâm thanh tịnh của mình đó, hãy tìm cái là chân tánh của mình đó, hãy dán chất thi hành theo có thầy ủng hộ đó. Đây mới là cái của báo, đây mới là quý đó. Vì vậy mình mới nghe lời Đức thầy chỉ dạy đó, tu hành không Phật thì tiên, không vương thì bá, của quyền công khanh. À, người cái ngụ tư là không có làm Phật thì cũng làm tiên, không làm tiên thì làm vương, không làm vương thì làm vua. À, làm vua vương đó là vua, mà không làm vua đó thì làm bá, cũng quyền công khanh là làm quan trở lại đó. Quý vị mình đó là thấy quý báu là biết là bao nhiêu. Và chúng ta đó mà nghe được đó là đạo pháp như vậy đó, nó là quý lắm. Thiên niên cô thọ khai quá vị, nhất thất nhân thân dạng kiếp đáng. Nghĩa là cái một ngàn năm nó còn có chỗ qua, một khi mất cái thân người thì muôn đời ngàn kiếp khó phục hồi lại được. Mất cái thân người đó là khó được. Là cái người tu đó là nhược nhân sanh bát tới, bất kiến sanh diệt pháp, bất như sanh nhất nhật, như đất kiến liệu chi. Nghĩa là người sống trăm tuổi không biết pháp sanh diệt chẳng bằng sống một ngày mà được sự thấy biết. Đó cái người nào sống 100 năm mà tại sao mà không bằng người nào sống một ngày. Thưa quý vị, đó là mình sống 100 năm dù già bệnh dù chết, chết thì đầu thai nữa, đầu thai nữa thì khổ nữa, chết nữa đó. Còn sống một ngày đó mà mình biết được cái pháp đó, cái lý vô thường rồi đó, thì đó là có một kiếp này đó mình ra khỏi biển khổ cho tới luân hồi hai lần, hoặc là nhiều kiếp sau đó đó, mình cũng được đó là có cái duyên rồi, cũng ra khỏi biển khổ sanh tử luân hồi rồi. À, vì thế mà chúng ta phải là cố gắng tu đó. Mình tu đây đó không có phải là luận đó là cái tướng bên ngoài, không có nói vô chùa mới là đắc đạo, nhà sư mới đắc đạo, hay là cư sĩ đó là không đắc đạo. Thưa không phải vậy. Tu đó là do nó cái tâm, hỏi cái tâm đó là giác hay mê. Vì vậy đó là các tổ mới là phân biệt ra đó là có bốn là hạng. Một là xuất gia, duy xuất gia, nghĩa là cái người này xuất gia mà cái hạnh đó là tốt, không có tham sân si, lúc nào cũng đó là do trao dồi đó là trí đức. Rồi đó cái hạng thứ hai đó là tại gia, mà duy tại gia nghĩa là cái người tại gia này đó giữ gìn ít điều giới lực hả, hằng coi kinh sách, chữa tánh nhân lầm, ủng hộ các sư như thế, lần lần họ cũng lên con đường giải thoát. Rồi thứ ba đó là xuất gia
Di đó là tại gia. Cái người này cái thân thì ở chùa, nhưng mà cái tâm hồn nó còn ô nhiễm, gọi là xuất gia mà như tại gia. Rồi tại gia mà như xuất gia, nghĩa là cái người này tại gia, thân tuy còn tục mà tâm lìa thoải mái đó, hay là cư trần bất nhiễm là người lắm. Lãng tục đừng mê chứng bực hiện. Ta là cư sĩ cánh điện, lo ngại cài cốt cũng chuyên tu hành, xa nơi tranh đấu lợi danh, giữ lòng thanh tịnh, tánh lành trao chia, gắn công trì niệm chấp phía. Thân tí còn tục, tâm lìa cõi mê. Đó là cái người tu đó, không có luận về cái hình tướng. Vì vậy đó là cư sĩ Duy Ma Cạc đó, ông dạy về đó là cái pháp môn đó, để mà cư sĩ đó, cư sĩ hữu nhị nhất quản tích tư tài, cư tài chí sĩ, dân di cư sĩ, nhị tại gia tu đạo, cư gia đạo sĩ, dân di cư sĩ. Nghĩa là cư sĩ có hai hạng người. Một là hạng chứa tiền của cho nhiều, ở trong tiền của mà không trước nhiễm. Hai đó là bực xứng với bực là xuất gia mà không xuất gia. Thành ra cư sĩ cũng là giải thoát sanh tử luân hồi. Đó là do nơi cái tâm mình tu. Thí dụ như mình thấy cái cảnh đó, hỏi cái động hay tỉnh, chứ không có phải là nói ông này là nhà sư, ông này là cư sĩ. Hỏi coi đó động hay là tỉnh, hỏi động đó, thì tất nhiên là luân hồi, còn tỉnh đó là Phật. Hỏi coi là giác hay là mê, hỏi giác là Phật, một niệm giác ngộ là Phật, một niệm mê là bụi là chúng sanh, chứ không có nói tu mà không có nói hình tướng. Cái hình tướng đó là cái bên ngoài, bởi vì ông này đó ông muốn lánh cảnh, ông giờ đi đến cái chỗ yên, ông tu mà hỏi coi ông động hay là ông tỉnh, đó thì như vậy đó là mình phải biết. Thưa toàn thể quý đồng đạo, chúng ta đó là hiện nay đó ở giữa ba đường. Một con đường đó là ra khỏi biển khổ sanh tử luân hồi, một là con đường đó là bị luân hồi, thời gian nó đâu có để mình đứng yên đó, mà đó là sanh tử luân hồi đó thì nó còn chết, chết thì còn khổ, khổ chết hoài, thì chúng ta phải chọn cho mình con một con đường đó. Vì thế mà mình phải cương quyết quý vị. Đức thầy chỉ dạy mình đó là phải đó là dán tu trong một cái tay, chỉ một kép tây phương hầu hướng thoát mới đồ dứt cuộc luân hồi. Hay là ngày nay sắp đến Phật đàn tu cầu chư Phật cứu an linh hồn, tội tiêu phước hưởng trường tồn, không còn mắc nẻo dạy khôn luân hồi. Thưa toàn thể quý đồng đạo, thời gian cũng có hạn, bởi vì ban tổ chức cho tôi đó là một tiếng đồng hồ, thì ở đây nó cũng là đúng một tiếng đồng hồ. Trước khi dứt lời, tôi có quên cầu chúc cho toàn thể quý vị thân tâm thượng an lạc, đạo quả sớm viên thành, và cố gắng thực hành đến ngày thành công đắc quả. Xin lễ pháp trân trọng kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và kính thưa cùng toàn thể chư quý vị đồng đạo, cổ nhân có câu là dân sanh tất thập cổ lai hy, thì được biết giáo lý viên Bùi Văn Lợi mặc dù năm nay là trên 70 tuổi, nhưng mà phần trình bày rất là với cái tinh thần và trí huệ phải nói là cũng còn sáng suốt và minh mẫn, trình bày một cách rất là tuyệt vời và giúp cho đồng đạo chúng ta có nhiều cái tâm đắc. Vì xin đề nghị hoan nghênh một tràng pháo tay, chúc mừng. Nam mô